Sáng nay ngày 8 tháng 8 tại Thành ủy Bạc Liêu, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng chí Đỗ Ái Lam thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động phân công đồng chí nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Đỗ Ái Lam được phân công nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Đỗ Ái Lam khi nhận nhiệm vụ mới cần tìm hiểu, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận công việc, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Thành ủy Bạc Liêu, cần nhanh chóng kiện toàn Ban Chấp hành Ban Thường vụ để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu đưa thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại 1 theo nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Đỗ Ái Lam bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tín nhiệm, tin tưởng phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm với công việc, tích cực học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận với công việc ở đơn vị mới, phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác và sở trường của bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng nay tại huyện ủy Hòa Bình, đồng chí Quỳnh Quốc Diệt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hòa Bình, giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quỳnh Quốc Diệt đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Minh Luyến được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Minh Luyến là cán bộ trẻ đã kinh qua nhiều vị trí chức vụ, dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết trách nhiệm trong công việc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Minh Luyến sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường trong công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo cùng cán bộ công chức của Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ cho đồng chí Phạm Minh Luyến hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị mới. Đồng chí Phạm Minh Luyến cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng bổ nhiệm chức vụ mới. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện Hòa Bình, các cán bộ công chức viên chức của huyện đã hỗ trợ trong suốt quá trình công tác tại địa phương trong thời gian qua. Ở vị trí công tác mới, đồng chí Phạm Minh Luyến hứa sẽ nỗ lực học tập kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.